Hương Giang diện áo dài đỏ thắm, hạnh phúc thông báo đã lên chức. Hương Giang cho biết cô vẫn sẽ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ trong năm mới. Trong làng giải trí Việt, Hương Giang là người đẹp hiếm hoi đã từng thử sức ở nhiều lĩnh vực và vai trò khác nhau. Mỗi khi cô nàng lấn sân đều gặp về thành tựu khiến công chúng vô cùng trầm trồ. Nhiều người nhận xét ở mỹ nhân sinh năm 1992 luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực cùng tinh thần nhiệt huyết trong quá trình làm nghề. Mới đây trên trang cá nhân, Hương Giang đã khoe loạt khoảnh khắc diện áo dài đỏ đầy nữ tính. Đồng thời trong những ngày đầu tiên quay lại buồng quay công việc, nữ ca sĩ còn chia sẻ thêm một tin vui trong sự nghiệp tới đông đảo người hâm mộ. Cụ thể cô cho biết bản thân sang năm mới sẽ lên chức, chính thức hết Tết rồi. Năm nay sẽ bận rộn hơn rất nhiều khi phải điều hành cả hai công ty ai miền Bắc Nam. Chắc chắn sẽ là một năm bay rất nhiều, chúc một năm thành công vang dội nhiều lộc lá cho tất cả chúng ta. Người đẹp khéo léo nói thêm, fans yên tâm là dù có bận bịu với công việc điều hành và kinh doanh thì vẫn sẽ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ nha. Ở dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đều ngưỡng mộ trước sự chăm chỉ, nhiệt huyết của Hương Giang trong công việc. Bên cạnh đó, một bộ phận người hâm mộ hy vọng cô sẽ giữ đúng lời hứa về việc hoạt động nghệ thuật. Xin vía bận rộn giống chị. Rực rỡ quá không, chúc một năm đại thắng toàn diện nhé nào. Nhớ tham gia nhiều show chị ơi. Cầu được ước thấy nha chị gái. Trong mắt em thì lúc nào cũng là chị à hi.